ông này có bác này cũng chẳng có ăn gọi là cám cò gì cả. Ở đây thì ông là đi hái những cái dâu dại về để mà nấu cám cho lợn. Thấy là hai ông cháu đang lấy nước ở dưới kia kìa cô bác à. Ở đây à? Ôi dồi ôi, đây này cô bác này. Rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, anh chị, có lẽ hôm nay là bước sang năm mới rồi. Năm cũ đã qua và năm mới thì đến với mình rồi cô bác. Và cháu Lực cũng xin được gửi một lời chúc mừng năm mới tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với tất cả cô bác, anh chị, cô bác nhé. Và hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu rồi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực xuống là có trích tiền cuối của hai ông cháu là mua một chút là bánh này, với lại thêm đồ chơi, với lại thêm cá nữa. Và một điều nữa là cháu được nhận được thêm một phần quà của một anh là ở dưới Hà Nội. Anh có dấu tên cô bác ạ. Anh ở dưới Hà Nội có dấu tên gửi một phần quà tới cho hai ông cháu. Thì hôm nay cháu Lực sẽ đi xuống và trao cái phần quà này tới tay cho hai ông cháu luôn cô bác. Hay còn là bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng cháu Lực đi trao phần quà tới cho hai ông cháu cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì hai anh em là có hai xe rồi, thành ra là đi đâu mọi cái thì cũng gọi là có đồ có đạc ấy, thì thành ra là chở được nhiều hơn được cô bác. Trước kia thì có một xe thôi, hai anh em gọi là chỉ đi được thôi cô bác. Đấy, bây giờ thì cả bản hiệu với cháu Lực là ai cũng phải là cầm quà rồi. Còn là bản hiệu thì vừa cầm máy quay thì chắc có lẽ là không bênh được quà nặng, khanh được quà nặng. Còn là cháu Lực thì còn cháu Lực thì sẽ khanh nhiều đồ hơn cô bác nhá. Ôi, chìa khóa xe tí quên nữa. Cái cung đường đi vào nhà của hai ông cháu cô bác này, lần nào cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng đã ghi hình rồi. Một cái cung đường mà phải nói là những con đường này là đường mà bà con đi nương, đi giấy để tạo thành thành một cái đường tắt cũng như là đường mòn thôi. Đấy, ngôi nhà của hai ông cháu thì được nằm ở tít tận dưới kia kìa. Đấy, từ trên chỗ mà cháu Lực để xe đi xuống nhà hai ông cháu thì ít nhất cũng phải rơi độ đó đó tầm là 20 phút của bác ạ. Đấy, khi mà cháu Lực nhận được những cái phần quà của các bác gửi tới cho hai ông cháu thì cháu Lực rất là vui mừng. Mặc dù con đường có như thế nào hay là có đi khó khăn như thế nào cô bác thì cháu Lực đều sẵn sàng mà trao những cái phần quà của các bác gửi tới cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Hay ở khu này thì có rất là ít nhà cô bác ạ, tại vì là hầu như là chỗ này là hình là biệt lập rồi. Hay còn nếu mà ở thôn này sẽ là thôn góc mà ở tít đằng ngoài đường cái bên kia. Nhưng mà cuộc sống của hai ông cháu thì trước kia thì có thể là hai ông cháu là khi mà người con khi mà còn lúc mà còn là thanh niên hay là còn ngày xưa thì hai ông cháu là ở cùng với lại người chú. Nhưng mà do là không may là
là chú cũng kiểu như là hắt hủi không muốn cho ở cùng của bác, thành ra là bây giờ hai ông cháu là biệt lập ở dưới dưới hùm thế này này cô bác ạ. Còn bây giờ thì cái chặng đường của cháu Lực đi của bác này còn là khá là dài và khá là xa, chắc là cháu Lực cũng xin được dừng ghi hình lại một chút, một tí nữa thì gần đến nhà của hai ông cháu thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng cháu Lực đi trao phần quà của bác nhé. Hay tầm giờ này xuống thì không biết là hai ông cháu là có ở nhà không cô bác ạ, chỉ sợ là hai ông cháu là đi lấy củi rồi hay là đi đâu lấy cỏ về để cho trâu luôn. Lực nhìn thấy từ xa thì thấy là hai ông cháu đã đóng cửa rồi cô bác ạ, không biết là có ở nhà không. Bây giờ thì cháu Lực để là phần quà ở đây đó cô bác ạ. Áo của Mạnh thì cũng cháu Lực cũng nhìn thấy là treo ở ngoài đây. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là ông là dùng cái dây điện để mà buộc cũng như là làm cái chìa khóa nhà của bác này dùng là để buộc rồi. Bây giờ thì sẽ phải là đi xem hai ông cháu là đi tận đâu để mà lấy cỏ nữa. Ở đây thì cái rau lợn của hai ông cháu này của bác này đấy, người thì chỉ có là ăn cơm với lại ăn cháo thôi, còn là như lợn của ông này của bác này cũng chẳng có ăn gọi là cám cò gì cả. Ở đây thì ông là đi hái những cái rau dại về để mà nấu cám cho lợn. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xem ông với lại Mạnh là sẽ lấy củi hay là lấy rau lợn lấy cỏ tận đâu của bác nhé. Rồi thì mấy anh em cũng đã đến đây của bác, không có nhìn thấy là ông ở đâu cả của bác này. Ông thì nói với cháu Lực rằng là cái chỗ mà khu ruộng ở nhà ông đi từ đây xuống cái kia là do là ông không có phần phân bón để mà bón nhiều, thành ra là một năm thì mới thu được có ít bao thóc thôi, không có được nhiều bao thóc. Hãy đi ra chỗ nguồn nước kia xem là hai ông cháu đã có đi lấy nước về để mà nấu cơm đúng không bác? Giờ này thì đang là giờ nấu cơm của hai ông cháu rồi ấy. Hay đến chiều chiều thì mình nói là khá là lạnh của bác ạ. Đây vừa rồi thì mấy anh em về về còn chửi hưởng nắng một chút, bây giờ thì không còn hưởng nắng nữa rồi. Nhìn từ xa thì thấy là hai ông cháu đang lấy nước ở dưới kia kìa cô bác à. Cái nguồn nước này thì là bây giờ theo như ông kể với cháu Lực rằng là chỉ lấy trộm nước thôi cô bác, cái nguồn nước này ấy. Nhà người em của ông thì phải nói là cũng rất là nhẫn tâm cô bác ạ. Khi mà có một cái nguồn nước ở đây thì cũng mang bán đi cho người ta rồi. Mạnh ra đây lấy nước à? Hả? Ông có ra đây lấy nước à? Ôi, xách được nước không? Hả? Xách được nước không? Xách được không? Nào, ra đây chú Bảo nào. Ra đây. Rồi. Hãy khoanh tay chào các ông bà đi. Rồi. Nào, nói lại xem nào, vừa rồi nói nhỏ quá, nói to lên một chút. Con chào các ông các bà. Rồi, thế Mạnh ra đây là làm gì? Nước. Lấy nước à? Cùng ai lấy nước? Cùng Cùng ông đi lấy nước á? Thế một mình không dám ở nhà đợi ông nữa à? ông. Ồ, này có vẻ như là bé Mạnh ấy cô bác, không có nỡ xa ông chút nào. Đấy, cả đi đây là lấy nước luôn. Ở đây là cháu Lực nhìn thấy là ông là có hai xô. Thế Mạnh là xách xách xô nào? Hả? Xô bé á, thế đi lấy xô xem nào, đi xách nước xô nào, xách cho chú xem nào, xách được không, xách được không. Đấy, đi thôi, đây tôi xách cho. Đấy. Ông à, chuẩn bị nấu cơm rồi à? Lấy nước đi để nấu cơm à, đây đi đi. Đấy. Thế là hai ông cháu đi là Mạnh là xô nhỏ, ông là xô to à? Ôi giời. Thế sao ông không một mình xách nước, một mình ra đây xách nước đi để cho Mạnh đi theo làm gì? Nó cứ đi theo mái à?
Cứ tìm ông. Đây chú giả thế nào, Mạnh xách được không? Chú giả thế nào, xách như nào? Xách được không? Thế nào? Đấy này, 5 tuổi rồi các bác ạ. Cùng ông đi lấy nước đấy. Đấy, Mạnh thì phải nói là một cậu bé của bác rất là ngoan ngoãn luôn. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là ông thì xách xô to, còn Mạnh thì xách xô nhỏ, xách gọi là xô, gọi là xách một chút thôi. Thế là lúc nào mà Mạnh mà đi ông mà đi lấy nước là Mạnh là đòi đi theo hết à? Nó đòi đi theo. Ôi dồi ôi. Nào, ra đây. Ra đây, mỏi tay rồi. Ra đây. Nào, cùng xách đi nào. Đấy. Này, ngậm cái gì đấy? Vứt vứt đi, vứt đi. Vứt đi. Mặt ra. Bị nể rồi. Chắc là bị nể rồi. Ôi giời ơi. Thế là hai ông cháu là chuẩn bị nấu cơm à? Hôm nay thì có cơm với gì đúng không? Hôm nay thì có cơm với lại cái gì không? Cơm. Rồi ạ. Ông gửi một lời chào tới các bác đi. Một lời chào các bác, các chị, các cô. Chào nhá. Cái rau lợn cơm. Cái rau lợn này là ông để cho lợn à? Vâng. Cái này lợn cũng ăn à? Vâng. Thế lợn là ăn nguyên cái này thôi à? Vâng. Ôi ôi. Lợn ăn nguyên cái này thì làm sao mà béo được không? Không béo. Ôi cái này không được rồi. Chó nó ăn rồi. Chó nó uống rồi. Đấy, cháu được nhìn thấy là chó của ông lấy thả suốt cô bác ạ, cho nên là rất là mập bạp ấy, chứ không mà chó mà mình lấy suốt lấy buộc suốt thì không. Thế là bây giờ là ông chuẩn bị nấu cơm luôn à? Đây, cháu lại mua cho ông thêm 2 cân cá này. Đấy, mua cho ông thêm 2 cân cá nhá. Bác xin nhá. Vâng. Đây, Mạnh thì có ăn kẹo không? Ăn kẹo á? Ra đây xem nào. Ôi ôi, ra đây xem nào. Mạnh thì có ăn kẹo không? Có lấy ô tô không? Lấy à? Đây, chú cho kẹo này. Có biết bóc không? Không biết á? Có được ăn kẹo đến bây giờ chưa? Chưa đâu à? Ồ, này, chú lấy cho này. Mượn một chút. Bóc thế nào? Kẹo ở đâu? Kẹo ở đâu? Ở đây à? Thế Mạnh đã xin chưa? Xin chú. Con xin chú. Rồi, đây, con mua cho Mạnh là hai hộp nhá. Nhá, thích không? Thích à? Mua cho Mạnh máy xúc nhá. Đây, kẹo để đây đã, xem máy xúc đã. Xem máy xúc đi, để kẹo đây đã. Đây, ngồi xuống xem máy xúc nào. Có thích xe không? Thích à? Đòi mái à? Rồi. Bóc đi, bóc được không? Nhưng mà Mạnh phải khoanh tay xin á, khoanh tay xin chú. Khoanh tay. Rồi, cháu cảm ơn. Rồi, đây. Chú bóc cho Mạnh nhá. Rồi, đây là đồ chơi của Mạnh nhá. Ô tô nhá. Đây, sợ đây. Đấy. Đấy, đây là máy xúc nhá. Đấy, máy xúc nhá. Thích không? Thích à? Đòi mua lâu lắm rồi à? Đấy, nụ cười của ông với lại nụ cười của bé Mạnh các bác. Khi mà ông thấy là bé Mạnh là cười đấy, ông cũng cười theo. Đấy, xúc như nào? Xúc ra kia chứ, ra kia xúc rồi. Xúc đây nào, xúc đây nào. Xúc đất đây nào. Xúc đất thế nào. Này, xúc đất thế nào, xúc được không? Hả? Không xúc được á? Mang đi đâu ấy?
Mang đi đâu? Đấy, Mạnh thì có những món đồ chơi mới thì có vẻ như là bé rất là thích này các bác này. Hôm nay cháu vào lại đem thêm một phần quà nữa tới cho hai ông cháu. Rồi, còn về như mua thức ăn này với lại mua máy xúc này thì cháu được trích cái tiền quý của hai ông cháu ra để mua thực phẩm cũng như là đồ dùng cho hai ông cháu luôn các bác. Đây, mặc dù những cái món đồ chơi thì không phải là thực phẩm, nhưng mà cháu Lực cũng trích ra một chút để cho bé được chơi, bé được có những cái món đồ chơi được biết, được biết cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì có vẻ rất là thích thú, rất là thích xem rồi. Đấy, chơi ở đâu anh? Xem nào, chơi xem nào. Đi xúc cát à? Đây. Đi vào chú lấy cái phần quà này cho Mạnh đã nhờ. Lại ông đã. Rồi. Rồi đi vào nhà đi. Đi vào nhà. Đi mở cửa chú đi. Đi mở cửa. Vậy ở đây thì phần quà này thì cũng trong thì cũng là quần áo hết cả cô bác ạ. Ở trong nhà của hai ông cháu thì đến giờ này thì có vẻ như khá là tối. Cho nên là đi vào là phải bật đèn rồi đấy cô bác. Lấy ông này chăn này chùm thì chuột nó chả ra nhiều à. Ôi dồi ôi. Cô bác này. Có một bao thóc duy nhất mà phải nói là phải đậy rất là nhiều, chuột nó cắn hết cả vỏ bao hết rồi. Đấy, chỗ ngủ của hai ông cháu của bác cũng là phải nói là những cái chăn thì ông cũng gấp gọn gàng hết mọi cái rồi. Sao ông không lấy cái kia để giải à? Chưa giải à? Cái Mạnh thì thấy đâu, thấy món đồ chơi là không muốn thả rồi. Nào Mạnh, ra đây. Nào ra đây. Đây, ngồi đây. Ngồi đây. Lại mở quà nhá. Lại mở quà nhá. Ôi. Hôm nay thì cháu lại đem một phần quà tới cho hai ông cháu nữa. Ở đây thì nhìn ở ngoài thì chắc là toàn là quần áo thôi. Vâng. Thế ông là hôm qua là bị ốm à? Vâng. Thế ông thử ốm như nào? Ốm bị cảm đấy, nên cho bắt cảm. Thế ông bỏ áo cho cháu xem, đằng sau thì có bắt cảm không? Đằng sau cái vai này bắt hết, đỏ hết. Ông bỏ áo cho cháu xem nào. Ông ngồi xuống ông bỏ quần áo cho nào. Ôi, ông mặc rất là nhiều cái lớp áo này cô bác ạ. Đấy, hôm qua thì ông là bị trưa hôm nay hả ông? Vâng, sáng nay. Ông thử quay đằng sau nào. Quay đằng sau. Đấy, xem nào bị như nào. Ôi, ở đây à? Vâng. Ôi dồi, đây này, cô bác này. Đỏ hết cả người đây nữa hả ông? Vâng. Ôi dồi ôi. Cả vai nữa. Thế cả đây hết hả ông? Vâng. Thế là cảm là phải bắt như này à? Bắt như này mới khỏi ạ. Thế đỡ hơn chưa ông? Đỡ một tí. Dạ? Thế cơm chả ăn được mà. Cơm cũng không ăn được? Vâng. Ôi dồi. Từ sáng làm ăn một lưng bát thôi đến giờ rồi. Ăn một lưng bát đến giờ. Ôi dồi ôi, cô bác này. Bắt cảm mà đỏ hết cả người rồi. Rất là tội cho ông. Thế hôm nay là hai ông cháu là không đi đâu làm gì à? Rồi ông mặc áo đi, mặc áo cho nó đỡ lạnh đi ông. Mất bên nhược đây nữa. Đây nữa à? Ôi dồi ôi. Hết người luôn à? Hết người. Để làm ba vẹo đấy, hai vẹo nó cũng lâu mới khỏi. Ba vẹo thì nó khỏi nhanh một tí. Hôm nay là chả phải làm được cái gì nữa. Hôm nay nó ngủ một buổi. Thế như rau lợn này thì ông không đi làm được thì ai làm cho ông? Không có ai đâu. Không có ai à? Cho. Là cố gắng để đi lấy thôi à? Vâng. Ngủ đi, chống đi. Ngủ được một tí. Ông thì năm nay là cũng được là 57 tuổi thôi cô bác ạ. Nhưng mà do là cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của ông. Ông phải làm việc rất là vất vả cho nên là có thể như là cuộc sống của ông là già đi trước tuổi rất là nhiều. Kèm theo đó thì bây giờ còn phải
chăm lo cho người cháu. Năm nay thì mới được có 5 tuổi thôi. Đấy, như Mạnh thì cũng còn là khá là nhỏ của bác. Đấy, lần đầu tiên nghịch được những cái món đồ chơi này. Mạnh thì mới có biết cái này là cái gì không? Là cái gì? Đây là cái gì? Xe tô. Xe tô, còn cái này là cái gì? Máy vác. Máy vác à? Máy xúc chứ không phải là máy vác nhá. Máy xúc là thành câu, là gọi là câu tiếng Nùng rồi đó các bác ạ. Vừa rồi thì xuống thăm ông các bác, nhìn thấy ông là bị ốm ấy, vắt xá là đỏ hết người rồi. Đấy, bị ốm như này thì còn không có được nghỉ ngơi đâu, vẫn còn phải là đi ra ngoài ruộng này, đi ra ngoài đồng này, đi ra kia lấy những rau lợn này, những bọc củi, hay là đi lấy cỏ cho trâu nữa. Đấy, bây giờ thì đang nghe ra ở đây thì nào Mạnh, từ từ đã để chú nói đấy nhá. Rồi đừng các bạn, ở đây thì có một số cô bác nói dẫn được rằng là quá ấy, khi mà gửi quần áo cho cháu Lực ấy thì không nên là bóc ra hết. Đấy, bóc ra hết thì một tí lại gấp vào đấy các bác. Nhưng mà bây giờ cháu Lực không bóc ra thì không biết là ở bên trong là có những cái gì. Thí dụ như các bác gửi những phần quà cho thì các bác cũng muốn là cháu Lực bóc ra thì bên trong thì liệu sẽ có đủ những cái phần quà của các bác gửi cho không. Đấy, còn là bây giờ thì cháu Lực cũng xin được phép là bóc luôn các bác ạ. Phải lấy con dao thì mới bóc được. Ở đây thì nhìn từ phía bên ngoài vào thì chắc là quần áo đấy cô bác, thì sợ là trong có những cái phong bì nào thôi. Nhìn gì em ơi? Hả? Đấy, Mạnh như cô bác. Ôi, dùng răng hay sao rồi? Sao nào? Cười thế nào? Cười thế nào? Cười, cười to thế nào? Ôi, dùng một cái rồi. Đấy, Mạnh thì tối nay thì chắc là không có thiết tha ăn cơm luôn bác nhờ. Nhưng mà phải ngoan nhá. Chú mua đồ chơi cho là phải ngoan nhá. Thích lắm rồi. Ông có thấy Mạnh vui như hôm nay không? Có bạn đã bao giờ vui như hôm nay chưa? Mày nó vui hơn nhiều rồi. Hôm nay vui hơn nhiều à? Nó thích cái này lắm rồi. Đây, ở đây thì cháu được nhìn thấy là có rất là nhiều bộ quần áo của bé Mạnh này có bác này. Đấy. Đấy, cái này cho Mạnh mặc không nhá. Vâng. Rồi đây. Đấy, cho Mạnh mặc luôn. Có lạnh không Mạnh? Lạnh à? Thì ông cho Mạnh mặc luôn đi. Đấy, cái nào của Mạnh thì ông để vào cho Mạnh nhá. Đấy, cái này cũng là của Mạnh này có bác này. Đấy, áo thì toàn là áo phao thôi. Đấy, xem là ở bên trong là có cái phong bì nào nữa không ấy cô bác, chứ không là đây cũng là này. Của Mạnh này. Đấy, cái này thì mặc của Mạnh đây. Đây là áo mới đẹp quấn rồi. Mày có thích không, có áo mới có thích không? Thích à? Đã bao giờ mà có nhiều áo như này chưa hả Mạnh? Ông chưa bao giờ có đâu. Chưa bao giờ có à? Đã bao giờ Mạnh có những cái món đồ chơi để chơi chưa? Chưa, không có. Không có, bây giờ để nó thấy lên này nó vui lắm rồi. Đấy, mặc áo đi cho Mạnh. Đấy, còn đây cũng là áo len đúng không nhá? Đây này. Áo len này cũng cho Mạnh nhá. Ây da, đẹp đấy nhở? Đứng thích dậy, không? Đứng dậy cái... Cuốc xem nào. Rồi, khoanh tay cảm ơn các ông các bà đi. Cảm ơn ông đã gửi quần áo cho đi. Rồi, từ từ đã, để ông khóa đã. Ôi, ông từ từ đã, cái này không khóa không được. Cái này để như này không được. Đấy, bây giờ khoanh tay đi. Khoanh tay. Cảm ơn ông đã gửi quần áo cho mẹ. Nói to lên. Mạnh thì nói con rất là nhỏ của bác ạ. Nào, ngồi xuống. Đây lại. Ồ đây, thì toàn quần áo là những cái bộ này là cái bộ cho Mạnh thôi nhá. Đây, ở đây thì bây giờ ông Mạnh chưa mặc vừa thì có thể là năm sau là Mạnh mặc vừa. Đây, ở đây cũng có nhá. Đấy. Đấy, đây quần nhá. Quần thì là để ông để riêng nhá. Dê mới năng nẹt không được ạ. Đây còn áo nhá. Đấy, áo thì để riêng, quần thì để riêng cho ông nhá. Còn áo đây, ui rồi, áo này đẹp chưa này. Đây cũng là áo, áo này thì có mũ luôn. Đấy, bây giờ Mạnh thì có rất là nhiều quần áo cho nên là ông không có được là mặc mỏng manh cho Mạnh nhá. Đây này, đây cũng có đấy. Đấy, con này con gì Mạnh ơi?
Con gì? Siêu nhân à? À. Đây. Đây. Ở đây thì có khá là nhiều quần áo của bé Mạnh thôi cô bác ạ. Ở đây thì con đây có thể là sắc sang năm sau đi, Mạnh mới mặc được. Đấy, cái đấy thì to rồi. Cái này là cái mũ này. Mày ơi, đội mũ, đeo mũ không? Thế này. Đưa em đi. Thế này. Đeo không? Đeo không? Không à? Thế thì mai đi học thì đeo cho Mạnh nhá. Hãy đội đi. Có vẻ rất là thích được không bác? Vừa còn đấy. Để xem nào. Để xem nào, xem có đẹp không? Ây da, ướm lắm rồi. Đây, đây ông phải đeo như này này. Đấy, đây chỉ phải, đây là hở mới mắt thôi. Đấy, đây này, đấy. Chuẩn lắm, đi rồi. Bỏ ra đã. Ở trong nhà thì khá là nóng, chắc Mạnh không muốn đeo bác ạ. Đây, ở đây là quần áo. Cái áo này thì chắc là đến mùa hè thì Mạnh mới mặc được. Đây là áo, nguyên đây là hai cái áo giống nhau này. Đó. Nào Mạnh đừng có nghịch đồ chơi nhá. Chú đang nói nhá. Nhá. Tí nó nói, à tí nó nghịch. Rồi để đây ạ, tí nó nghịch nhá. Không được quay bánh xe đâu, tí chú nói không được ấy. Đấy, áo này. Ui. Mạnh thì có khá là nhiều. Ui. À, đợt này thì có Mạnh có khá là nhiều quần áo luôn cô bác ạ. Đấy. Có lẽ là quần áo của Mạnh thì sẽ không phải là mua thêm nữa. Bởi vì là anh giống tên đã gửi cho Mạnh rất là nhiều rồi. Mạnh thì vẫn đang hang say là nghịch. Đây, đây là những quần sóc thì chắc là phải cất đi ông ạ. Thì Mạnh mới mặc vừa được. Đây là quần. Đấy. Đây, đây là cũng là áo nha ông nhá. Đấy, áo thì để sang một bên, quần thì để sang một bên. Đấy, xem là ở đây thì Mạnh có khá là nhiều thôi. Đấy, đây thì là áo rồi. Đây là áo len. Đấy, bây giờ thì Mạnh không cần phải là mua áo nữa rồi ông ạ. Vâng. Đấy, có nhiều quần áo quá rồi. Cái bộ này thì Mạnh, cái này thì Mạnh chưa mặc vừa đâu. Sang năm đi. Đấy, đây sang năm vẫn còn mặc thoải mái này. Nào Mạnh từ từ nghịch nhá, từ từ nghịch nhá. Từ từ nghịch nhá. Một tí nữa mà. Một tí nữa Mạnh nghịch nhá. Đấy. Vậy nói không nghe. Đấy, Mạnh thì có vẻ món đồ chơi của bác này bị quấn rồi. Đấy. Cái gì cũng có đồ bộ luôn này. Có hai cái luôn này không ạ? Rồi. Đấy. Đây thì là xem nào. Ôi rồi, Mạnh ơi. Thế này. Anh mới đẹp. Áo vest này, đẹp chưa? Đẹp à? Đẹp đấy. Đấy, như đây, như cái áo phao này, có thể là Mạnh là mặc. Cái này là, cho bảo với ông nhá, là mặc cho Mạnh cái này này. Kèm thêm một cái áo phao nữa này. Đấy thì nó mới đẹp nhá. Đấy. Đây. Đây nhiều, đây nhiều quá rồi ông ạ, nhiều quần áo quá rồi. Đấy. Đấy, bây giờ thì phải mở ra thì từng cái một cô bác xem là bên trong có cái phong bì nào không, hay là có cái bức thư nào không, chứ không là bỏ qua những cái phong thư thì khi mà cháu Lực không nhận được ấy. Đi đâu ấy? Mẹ. Hả? Ngồi đây. Đi đâu ấy? Lại ra kia ngồi nghịch với cô bác, ở đây không được rộng rãi. Đấy, đây này, ông này. Đấy. Đây, ở đây thì cái quần này, đây, quần thì có vẻ là có rất là nhiều cái cô bác ạ, nhưng mà nó to quá rồi. Còn nào Mạnh ra đây ngồi đây, chú cho tớt này, ra đây, nhanh. Tự nhiên mà, cái xe. Đấy. Anh giấu tên thì có vẻ là gửi rất là nhiều cô bác ạ. Đây. Nào, lại có tớt thêm nhá, lại có thêm tớt nhá. Vâng. Thích không? Thích à? Cái này là màu gì? Màu đen á? Màu đen đúng không? Đấy, đây, đây có rất là nhiều đôi này. Ở đây còn có nữa này. Đây này. Tất này là tất của ông nhá. Tất này là tất của ông nhá. Để ông đeo đi làm này, đeo ủng này. Đấy. Nào. Đây, đây thì khăn mặt nào của hai ông cháu nhá. Có hai cái nhá. Đây không? Đấy, của ông với Mạnh nhá. Còn là găng tay này là găng tay của Mạnh nhá.
găng tay hôm nọ chú mua cho đâu rồi? Hả? Yêu rồi? Trong túi bên kia. À, trong túi bên kia à? Đây, ở đây thì có thêm hai cái nữa nhá. Mầm đẹp đấy. Đây, còn à, đây thì chắc là quần áo của ông này. Mở ra xem là có phải quần áo của ông không. Đây, cái này là quần áo của ông nhá. Đây là áo gió của ông nhá. Đấy, giống cái áo của ông đang mặc đấy. Nhưng cái áo nào mà các bác gửi cho ấy thì ông là à, cũng mặc đấy nhá, đừng có mặc những cái bộ áo cũ của mình có nhá. Vâng. Còn à, quần này thì là quần này thì chắc là ông cũng mặc vừa này các bác này. Đấy, ở đây thì anh chỉ theo dõi những cái thước phim mà cháu được chia sẻ lên thì cũng đã biết rằng là ông là mặc tầm số bao nhiêu, thì anh cũng đã gọi là đi chọn được những cái bộ áo mà phải nói là rất là vừa ông các bác. Đấy, xem ở đây là có những cái tâm thư nào không. Đây. Đấy. Đấy, bây giờ thì là hết rồi các bác ạ. Đấy, còn một tí nữa thì hai ông cháu lại tiếp tục là gấp lại đi vào trong, để vào trong túi ông nhá. Vâng. Đấy, quần áo của Mạnh thì có rất là nhiều rồi, cho nên là ông phải thường xuyên là mặc và giặt rũ cho ông nhá. Vâng. Đấy. Đấy, qua đây thì cháu Lực cũng gửi một lời cảm ơn tới anh giấu tên. Chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì anh gửi cho hai ông cháu, đặc biệt là bé Mạnh, rất là nhiều quần áo rồi. Cho nên là trong thời gian tới chắc là cháu Lực sẽ không có mua thêm áo cho em Mạnh nữa. Và nếu mà cô bác anh chị nào gửi những tấm lòng vàng của các bác tới cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ xin để vào quỹ cho hai ông cháu, để sau này nếu mà có thể một cái khoản mà nó dư ra một chút thôi thì cháu Lực sẽ đi vào và sửa cái lại ngôi nhà của ông một chút cô bác. Không cần phải làm quá to như nhà của hai ba ông cháu. Ở đây thì nhà ba ông cháu là có cái phần kinh phí rất là lớn, cho nên là cháu Lực mới đưa ra cái phương án là làm nhà như vậy. Còn như nhà của ông thì xem là kinh phí như nào thì có thể là làm một cái ngôi nhà ghép cho ông với lại Mạnh ở một chút cô bác. Như ông kể với cháu Lực rằng là nếu mà trời mưa thì ông không có dám ngủ ở trong này đâu cô bác ạ. Cũng như là mùa mà có gió đấy thì ông toàn trốn đi vào trong gốc cây để mà ông có dùng cái tấm ni lông che cho hai ông cháu lại thôi. Ông gửi một lời cảm ơn tới một anh giấu tên là ở dưới Hà Nội nhá. No. Mình xin anh ở Hà Nội, tôi là khổ lắm rồi, như anh thương tôi là con cháu ở nhiều quần áo, bây giờ cho quần áo nhiều được rồi, mà tôi là khổ lắm, con mèn. Tôi xin nói thì mẹ cháu mèn là trốn đi đâu rồi, con thì đi Campuchia, hai ông cháu ở đây, tôi xin được cái quần áo này, tôi mừng lắm, vui lắm rồi. Xin chào mấy anh chị, tôi biết ơn, được cảm ơn cả các anh các chị, với là không biết nói tiếng nhiều, không biết nói thế thôi. Mà tôi xin cái quần áo này. Rồi, bây giờ thì bác, rồi. Bây giờ thì ông gửi một lời chúc sức khỏe tới. Chúc sức khỏe các anh chị, cháu mèn khè nhá. Tôi xin chào rồi. Ở đây thì chưa chào được ông ạ. Ông chỉ gửi một lời cảm ơn. Thứ nhất là một lời cảm ơn tới anh giấu tên. Và thứ hai thì là gửi một lời cảm ơn tới các bác thôi các bác. Nào, Mạnh thì ra đây chú xem nào. Đây chú xem nào, ngồi đây xem nào. Ngồi đây. Đấy. Có nhiều đồ chơi quá quên rồi à hả? Có hư không? Mạnh có hư không? Không. Không đâu đúng không? Thế có đồ chơi là mai đừng có đem đi lớp nhá, không là các bạn là phá hết nhá. Lúc nào mà đi học về thì hắn chơi nhá. Đấy. Lúc nào mà không có ông ở nhà đấy thì một mình khác lấy đồ chơi này ra bên kia là xúc cát để chơi nhá. Không được đi đâu xa nhá. Nhớ chưa?
Rồi. Đấy, mua cho Mạnh những cái món đồ chơi được các bác này. Vừa là cho Mạnh vui nữa, và thứ hai thì cũng là một cái món đồ chơi mà có thể như là làm người bạn của Mạnh luôn. Trong lúc mà ông không ở nhà đấy thì là Mạnh là dùng cái món đồ chơi này chơi xung quanh ở xung quanh nhà này thôi cô bác. Hôm nay thì xuống gặp ông thì ông là vắt xá mà gọi là ốm cô bác, tím hết người luôn, vẫn phải là đi ra ngoài làm rất là nhiều cái công việc thì hai ông cháu mới có cái để mà ăn được. Gạo của thóc của ông thì hiện tại là cũng chỉ còn một bao duy nhất thôi mà chú được nhìn thấy cô bác này, chuột thì gọi là cắn hết rồi, thành ra là ông phải dùng cái tấm chăn này để mà che hết lại chứ không là chuột cắn hết đi. Ở đây là chuột, chuột à ông? Vâng. Ôi rồi cô bác này, chuột này, chuột ăn này, nó hết rồi. Chuột ăn mà cái hạt nó thì ở trong hết rồi, mà đây chỉ toàn là vỏ thôi nha cô bác à. Đấy, toàn là vỏ thôi. Nhà của ông thì cũng không có mèo ấy, thành ra là có vẻ như có rất là nhiều chuột. Đấy, hôm nay thì cháu được nhận được phần quà của anh giáo tin để gửi tới cho Mạnh, thì trong thời gian tới thì sẽ không có cần phải là mua áo mới cho Mạnh nữa. Đấy, tại vì là những cái bộ quần áo này thì mặc dù là có thể là nói cũ, nhưng mà ở đây là cháu được nhìn thấy là khi mà các anh gửi cho thì tất cả mọi cái các anh đều giặt rúi và cất giữ rất là cẩn thận, thành ra là mới được mới như vậy cô bác ạ. Đấy, ở trên các cháu nhỏ trên vùng cao thì chỉ có ước được có cái áo như thế nên mặc là ấm áp rồi. Đấy, cái thức phim hôm nay thì chắc là khá là dài rồi cô bác, cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác, và cháu Lực cũng xin hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Nào bây giờ Mạnh đứng lên nào, đứng lên chú Bảo, đứng lên, bỏ đồ chơi xuống, bỏ đồ chơi xuống, khoanh tay nhìn ra kia. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi vẫy tay chào các ông bà. Rồi bây giờ ông nói một lời chào tạm biệt tới các bác nhé. Vâng, xin chào tạm biệt các bác các chị, xin chào cảm ơn các bác các chị nhá. Chào.